Hãy tưởng tượng bạn là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa những năm 50 của thế kỷ trước. Sau 9 năm chiến đấu gian khổ, cuối cùng bạn cũng đánh bại những kẻ thực dân đã đô hộ bạn cả trăm năm. Chiến thắng này được gọi là chấn động địa cầu, khi lần đầu tiên một nước thuộc địa có thể đánh bại kẻ thực dân mà giành độc lập. Bạn tự hào giải phóng các thành phố khắp đất nước. Hòa bình và thống nhất sắp đến rồi. Nhưng khi bạn đến Hiệp định Geneva, bạn lập tức vỡ mộng. Họ, những nước lớn, muốn chia đất nước bạn ra tạm thời bằng một đường kẻ ngẫu nhiên. Sau tất cả những gì bạn đã trải qua và làm được, bạn vẫn không được họ cho thống nhất. Ổn thôi, nhưng bạn muốn đường kẻ này phải nghiêng về phía Nam, mở rộng phần của bạn hơn. Thế mà, chính những người được cho là cây cao bóng cả che chở cho bạn lại bắt bạn phải chịu thiệt để phục vụ mục đích riêng của họ. Là một nhà nước non trẻ sau chiến tranh, điều cuối cùng mà bạn muốn là bị chính những đồng minh cô lập. Vì thế, bạn lại nhẫn nhịn để đường chia cắt đất nước mình di chuyển lên phía Bắc ở vĩ tuyến 17. Họ lại bảo bạn hãy chờ đó. Năm 1956, bạn sẽ thống nhất sau một cuộc tổng tuyển cử. Bạn bất bình. Mình đổ máu đánh Pháp để làm gì cơ chứ? Khi đến việc tuyển cử cũng bị người khác quyết định hộ. Nhưng bạn lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì bạn biết, và cả những kẻ không thân thiện với bạn biết, rằng bạn với lãnh tụ Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng. Đời không như là mơ. Trong miền Nam đang có một sự trỗi dậy của một nhân vật. Nhân vật này cùng đồng minh sớm sẽ đưa bạn vào một trong những cuộc chiến có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử hiện đại: Chiến tranh Việt Nam. Trước khi tiếp tục, chúng ta sẽ nhắc lại một chút những gì đã xảy ra ở phần trước. Ở trong miền Nam Việt Nam đang có một sự chán ghét bùng lên đối với sự thân Pháp thái quá của Bảo Đại, đứng đầu bởi người đàn ông này. Có một số điểm tương đồng nhất định giữa Ngô Đình Diệm với Hồ Chí Minh ngoài Bắc. Họ đều là những người mang tư tưởng dân tộc, đều từng đi nhiều nước để tìm kiếm sự ủng hộ và đều ghét chủ nghĩa thực dân của Pháp. Nhưng có một điểm khác biệt lớn giữa họ. Hồ Chí Minh chọn chủ nghĩa cộng sản, còn Ngô Đình Diệm chọn bài cộng sản. Họ thậm chí đã gặp nhau, họ nhìn ra tài năng của nhau, nhưng họ nhận thấy mình không thể chung một con đường nên đã quyết định mỗi người sẽ đi theo một hướng riêng. Ngô Đình Diệm quay lại Sài Gòn với Bảo Đại, nhưng ông ta đã sớm có một kế hoạch lật đổ vị cựu hoàng đi. Hiệp định Geneva diễn ra, chia cắt đất nước làm hai miền, chờ ngày tổng tuyển cử. Biết rằng mình không thể thắng được Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm đã tự tìm cách thâu tóm lấy quyền lực vào tay và đem kẻ khổng lồ cùng hội cùng thuyền chống cộng sản về với mình. Ngô Đình Diệm nhanh chóng thu phục và đánh bại những thế lực chống đối, chỉ để lại nỗi lo Việt Minh sang một bên vì ông ta cần đánh Bảo Đại kẻ đã. Trong khi đó, Mỹ đang thực hiện một kế hoạch tuyên truyền cho những người di cư theo Hiệp định Geneva. Chúng ta đã nhắc tới ở phần trước, nhưng lại không có thời gian để nói kỹ hơn. Nỗi sợ cộng sản của những người này không phải tự nhiên mà ra. Một phần là vì họ vốn thân Pháp, họ sợ sẽ bị Việt Minh trả thù. Nhưng phần chính là vì những thứ như thế này. Trong tờ rơi này, Mỹ đã vẽ ra hình ảnh ngoài Bắc là địa ngục với tông màu đen trắng và sự bóc lột. Trong khi đó ở miền Nam, đó là màu xanh của hy vọng và thiên đường cho người nông dân. Họ cũng kích động những người công giáo rằng Chúa đã bỏ Bắc vào Nam. Rất nhiều người tin đó là thật và đã vào Nam để tránh cộng sản hay theo Chúa vào Nam. Ngô Đình Diệm đã mong chờ nhiều người sẽ vào Nam, nhưng ông không ngờ lại có nhiều người đến vậy. 75% trong số đó là người công giáo. Và Ngô Đình Diệm, một người công giáo, tin rằng họ chính là nòng cốt cho quyền lực của ông ta sau này. Ông ta giang tay chào đón họ. Trong tầm ngắn hạn, Ngô Đình Diệm làm khá tốt việc tiếp nhận người di cư. Nhưng trong dài hạn, nó không cho ông ta một cái kết đẹp. Ok, với những gì đã làm được, Ngô Đình Diệm sớm trở thành siêu sao trong miền Nam. Người Mỹ, những người có cùng ý định phá hoại Hiệp định Geneva với ông ta, thì lại không thích Ngô Đình Diệm. Nhưng với sự trỗi dậy của Diệm, họ chẳng thể tìm thấy ai phù hợp hơn ông ta cả. Ngô Đình Diệm thành công buộc người Mỹ về cùng phe với mình. Như Tổng thống sau này của Mỹ là Johnson từng nói, Diệm là thằng duy nhất chúng ta có. Dù bạn có thích hay ghét ông ta, bạn phải thừa nhận rằng Ngô Đình Diệm thực sự có tài năng ngoại giao đấy.
Nhưng giá mà ông cũng là một nhà hoạch định chính sách giỏi như vậy. Ngô Đình Diệm lật đổ Bảo Đại sau một cuộc trưng cầu dân ý với kết quả chiến thắng áp đảo. Kể cả người Mỹ cũng đánh hơi thấy sự độc tài ngay từ lúc này. Nhưng ai quan tâm? Điều đáng quan tâm nhất là Ngô Đình Diệm đang chặn được chủ nghĩa cộng sản tràn xuống miền Nam kia kìa. Ở ngoài Bắc, họ giận dữ vì Hiệp định Geneva bị phá vỡ. Nhưng họ vẫn kiên nhẫn, vì Hồ Chí Minh tin rằng họ vẫn có thể tìm thấy một giải pháp đàm phán thay vì chiến tranh. Trong khi đó, ở Sài Gòn, Ngô Đình Diệm bắt đầu thực hiện những cải cách để xây dựng một nhà nước đủ mạnh đối chọi với miền Bắc. Chúng ta sẽ nói về những điều tích cực trước. Ok, là một nước được hỗ trợ cực mạnh từ Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa không tránh khỏi phần lớn hàng hóa của họ phải nhập từ Mỹ và phụ thuộc vào Mỹ. Ngô Đình Diệm muốn thay đổi điều này. Ông ta cho tự thân công nghiệp hóa thay vì cứ phụ thuộc mãi vào hàng nhập khẩu. Nó giúp công nghiệp trong nước tự lực hơn và kích cầu sản xuất. Hãy nhìn vào đây. Đây là thời kỳ cầm quyền của Ngô Đình Diệm. Năm nào mức tăng trưởng cũng giữ ở mức dương. Chúng ta phải ghi nhận điều đó từ chính quyền Sài Gòn. Nhưng sự hỗn loạn bởi những chính sách khác đã làm lu mờ hoàn toàn những điều tích cực mà Ngô Đình Diệm làm được. Và không ai khác, chính ông ta là người phải trả giá cho chúng. Ở ngoài Bắc có cải cách ruộng đất, thì trong Nam có cải cách điền địa. Cải cách ruộng đất gây ra sự hỗn loạn, còn cải cách điền địa thì làm bùng lên sự bất bình. Đây là một số nội dung trong cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm. Chúng ta sẽ không đi sâu vào phân tích, nó sẽ khiến mọi thứ thêm phức tạp và có phần bối rối. Bạn chỉ cần hiểu đơn giản như thế này. Ngô Đình Diệm không cải cách gì nhiều. Hai điều đầu vốn đã được Bảo Đại đưa ra từ hồi còn tại vị. Hai điều tiếp theo thì không thực sự hiệu quả vì những kẽ hở trong đó. Ví dụ như điều này. Họ có thể dễ dàng lách luật chỉ bằng cách chuyển quyền sở hữu cho người nhà. Thực chất, những cải cách này chỉ là để khôi phục lại chế độ điền chủ, tá điền thời Pháp mà thôi. Những người nông dân, những người đã dành cả đời để đánh đuổi Pháp đi, giờ lại phải quay lại chế độ ruộng đất của Pháp. Nếu là họ, bạn sẽ làm gì? Đương nhiên rồi, họ sẽ phản đối chính quyền và thậm chí gia nhập Việt Minh, những người có chính sách công bằng với người nông dân hơn. Sau đó, Ngô Đình Diệm ra một chính sách mới gọi là khu dinh điền. Ông cho di rời những người dân nghèo về những vùng hẻo lánh ít người sống ở đồng bằng sông Cửu Long và cao nguyên ở Tây Nguyên. Hãy tưởng tượng, bạn đang sống ở quê hương mình. Bỗng một ngày những kẻ ăn trên ngồi chốc bắt bạn phải đến một xứ khỉ ho cò gáy nào đó. Bạn có vui được hay không? Không ai vui cả. Ngô Đình Diệm còn có một chính sách nữa gọi là khu trù mật. Ông ta cho rằng người cộng sản sẽ tiếp cận được những người dân ở vùng xa xôi hẻo lánh nếu ông ta quyết định dồn họ vào những khu biệt lập. Một lần nữa, không ai vui cả. Không ai muốn rời bỏ ngôi nhà thân yêu của mình để bị dồn vào sống trong khu trù mật. Sự ủng hộ cho Ngô Đình Diệm bắt đầu yếu dần. Người nông dân quay mặt với ông ta. Nhưng ông ta vẫn còn các tướng lĩnh, những người theo công giáo và những người Mỹ ở bên. Vậy, hãy chờ đến khi họ quay mặt với ông ta nốt nhé. Ngoài Ngô Đình Diệm, gia đình họ Ngô khi đó còn nhiều người anh em khác. Ngô Đình Thục là lãnh đạo tôn giáo. Ngô Đình Nhu là cố vấn tối cao của Ngô Đình Diệm. Và Ngô Đình Cẩn thì phụ trách cai trị miền Trung. Chính phủ Ngô Đình Diệm được hứa hẹn là một chế độ của tự do, dân chủ. Nhưng dân chủ thì chưa thấy đâu. Họ chỉ thấy một Ngô Đình Diệm ngày càng độc tài và một chế độ gia đình trị với quyền lực rơi hết vào tay anh em nhà họ Ngô. Cùng nhau, anh em Ngô Đình Diệm siết chặt quyền lực của mình bằng máu và bạo lực. Sự sợ hãi lan ra khắp công chúng. Các tướng lĩnh thì bắt đầu trở nên bất bình. Đã có những nỗ lực đảo chính diễn ra bởi quân đội. Một lần thất bại vào năm 1960 và một vụ đánh bom dinh tổng thống, nhưng không giết được Ngô Đình Diệm năm 1962. Họ sẽ còn thử lần nữa, đến khi nào thành công thì thôi. Chúng ta từng nói Ngô Đình Diệm gác mối lo Việt Minh lại để tập trung xây dựng quyền lực đúng không? Giờ thì quyền lực có rồi đấy. Ngô Đình Diệm và các anh em bắt đầu chiến dịch tố cộng diệt cộng. Họ cho cấp dưới sục sạo khắp nơi, khủng bố những người theo chủ nghĩa cộng sản. Đó là một chiến dịch đẫm máu và tàn bạo. Đây là cách mà anh em Diệm xử lý những người theo chủ nghĩa cộng sản. Bạn nghĩ đây là một hình phạt thời Trung Cổ ư? Không, nó xảy ra mới chỉ cách đây 60 năm thôi. Dần dần, khi người dân phản đối anh em nhà Diệm quá, chính sách này được mở rộng thêm. Bạn là người cộng sản, chém. Bạn là người chống đối, chém nốt. Không ai là không giận dữ.
Những người vốn không theo Cộng sản giờ cũng theo Cộng sản luôn. Còn chính quyền Hà Nội trước sự tàn bạo của Sài Gòn liền cho thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Ngô Đình Diệm không thích cái tên đó. Ông ta gọi họ là Việt Cộng, vừa để miệt thị, vừa để lừa người dân rằng Việt Cộng không phải Việt Minh, những người mà nhiều người dân miền Nam vẫn tôn trọng vì đã đánh đuổi quân Pháp. Và cú đá cuối cùng đạp Ngô Đình Diệm vào quan tài là chính sách bài tôn giáo. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là một người công giáo, và ông ta tin công giáo phải là tôn giáo thống trị Việt Nam Cộng Hòa. Bạn là người công giáo, khả năng cao bạn sẽ được cất nhắc quyền lực đấy. Bạn là người công giáo đang phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ngại mình không đủ giỏi. Đừng lo, cấp trên sẽ ưu tiên bạn hơn những người có tài mà lại không theo đạo. Bạn không theo đạo mà muốn tiến thân, giờ theo đạo vẫn chưa muộn đâu. Sự thiên vị của Ngô Đình Diệm với người công giáo cũng có nghĩa là các tôn giáo khác phải chịu lép vế. Để thể hiện sự thống trị, những người công giáo được cầm quyền đã khủng bố tự do tín ngưỡng, đàn áp những người theo tôn giáo khác. Và những người phải chịu đựng nhiều nhất là các Phật tử, tôn giáo có nhiều người theo nhất trong miền Nam. Từ Huế tới Sài Gòn, xả súng, cướp bóc, đốt phá chùa chiền xảy ra khắp nơi. Tín đồ đạo Phật bắt đầu biểu tình chống lại Ngô Đình Diệm. Mặc dù họ biểu tình không bạo lực, nhưng Ngô Đình Diệm lại thích sử dụng bạo lực để chống cái không bạo lực kia. Một nhà sư thậm chí còn tự thiêu để phản đối chính quyền. Tên ông ta là Thích Quảng Đức. Liệu sự hy sinh của ông và các Phật tử có đem lại hòa bình tôn giáo ở miền Nam Việt Nam? Vẫn chưa. Nhưng họ có thay đổi được điều gì hay không? Rất lớn là đặc khác. Sinh viên, những người trẻ tuổi, trí thức hòa mình vào các tín đồ Phật giáo phản đối Ngô Đình Diệm. Quân đội cũng hòa mình vào làn sóng giận dữ, và cả dư luận quốc tế cũng tham gia vào lên án chế độ Sài Gòn. Vậy còn người Mỹ? Họ bắt đầu mất niềm tin vào Ngô Đình Diệm. Họ cho rằng nếu tiếp tục để Ngô Đình Diệm cầm quyền như thế này, sự bất mãn sẽ tuôn trào và miền Nam Việt Nam sẽ rơi vào tay chế độ Cộng sản ngoài Bắc. Một số bắt đầu muốn đưa quân trực tiếp vào miền Nam. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm từ chối những lời đề nghị này. Anh em Diệm và Nhu không muốn Mỹ can thiệp trực tiếp vào miền Nam, và họ thậm chí còn có những liên lạc với Hà Nội để tìm ra một giải pháp hòa bình thống nhất Việt Nam. Có nhiều nguồn khác nhau nói khác nhau về điều này. Vậy nên bạn có thể sẽ gặp những nguồn phản bác lại những điều chúng tôi vừa nói. Nhưng có một điều chắc chắn đúng, đó là người Mỹ đã không còn muốn Ngô Đình Diệm tiếp tục ngồi trong dinh tổng thống nữa. Người dân miền Nam biết, các tướng lĩnh miền Nam biết, và cả người Mỹ cũng biết, ngày tàn của Ngô Đình Diệm sắp điểm. Một buổi chiều đầu tháng 11 năm 1963, tướng Dương Văn Minh và các cộng sự tổ chức cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm. Họ đã lên kế hoạch cẩn thận. Họ thuyết phục những tướng trung thành của Ngô Đình Diệm gia nhập cùng mình. Cùng nhau, họ chặn mọi nẻo đường dẫn đến Sài Gòn, bao vây thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, ngăn không cho bất cứ ai tiến đến cứu họ Ngô. Họ không lập tức tấn công dinh tổng thống. Dương Văn Minh mong Ngô Đình Diệm sẽ đầu hàng và từ chức. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, mong muốn của tướng Minh thành sự thực. Ngô Đình Diệm đồng ý đầu hàng. Người Mỹ đảm bảo ông ta sẽ được an toàn, nhưng Ngô Đình Diệm không được phép ở lại Đông Nam Á nữa. Họ sẽ đưa ông ta đến Philippines, nơi chịu sự kiểm soát của Mỹ, sau đó sẽ bị lưu đày ở một nơi thật xa. Không ai muốn ông ta trở lại và nắm lấy quyền lực một lần nữa cả. Nhưng 8 giờ sáng hôm đó, khi Dương Văn Minh bước vào dinh tổng thống, họ không thấy tổng thống đâu cả. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã trốn thoát. Dương Văn Minh ra lệnh tìm kiếm khắp Sài Gòn. Chỉ 2 tiếng sau, hai anh em bị tìm thấy ở một nhà thờ ở khu Chợ Lớn. Nếu bạn có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh, tên ngày nay của Sài Gòn, bạn vẫn có thể tìm thấy cái bàn nơi anh em họ Ngô bị bắt trước khi bị áp giải đi. Người Mỹ đã mất kiên nhẫn với Diệm từ lâu. Họ cho phép và cố vấn cho Dương Văn Minh tổ chức cuộc đảo chính. Nhưng họ không hề muốn Ngô Đình Diệm bị giết. Vậy mà khi CIA đến Sài Gòn để tiếp nhận Ngô Đình Diệm, thứ duy nhất họ nhận được là cái xác của hai anh em. Họ chất vấn tướng Minh và nhận được câu trả lời rằng: chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chúng phải bị giết. Diệm vẫn còn nhận được sự ủng hộ từ người công giáo và những người di cư. Nhu vẫn còn rất được nể sợ, và hắn đã tạo ra những tổ chức ngầm với quyền lực của hắn. Ở Mỹ, người ta rất sốc trước cái chết của Diệm và Nhu, nhưng người sốc nhất chính là Tổng thống Kennedy.
Tổng thống Công giáo đầu tiên của Mỹ đứng nhìn một Tổng thống Công giáo ở quốc gia mà họ tạo ra bị ám sát. Và trùng hợp thay, chỉ ít ngày sau, đến lượt chính Kennedy cũng bị ám sát. Cái chết của Ngô Đình Diệm không làm cho miền Nam Việt Nam ổn định hơn. Nó chỉ đem đến sự hỗn loạn, mà nguyên nhân đến từ sự chia rẽ trong quân đội về việc giết hay không giết anh em họ Ngô. Đảo chính rồi lại đảo chính. Việt Nam Cộng Hòa tự ném mình vào ngọn lửa diệt vong. Trong khi đó, ở Washington, mất kiên nhẫn với chính quyền miền Nam Việt Nam và sự đối lập trong chính sách của Johnson và Kennedy, người Mỹ quyết định họ không thể tin tưởng vào chính quyền Sài Gòn. Đã đến lúc họ phải trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này.